Năm 1918, cuộc nội chiến đang cao trào. Các nước ngoài bắt đầu can thiệp quân sự vào nước Nga Xô Viết. Đêm rạng ngày 28 tháng 3, tại ngã ba Dubovia-Dzhevka, quân Đức chuyển sang tấn công. Hồng quân rất khó để chống trả. Và khi đạn của quân thù bắn trúng toa tàu chở đạn dược, thì binh lính bắt đầu rút khỏi chiến trường. Chỉ huy đội quân cố giữ họ lại nhưng bất thành. Đột nhiên chính ủy tay cầm khẩu carbine bước ra đón đầu, tớp đào ngũ và hét: "Quay lại, ai bỏ chạy tôi sẽ bắn." Tớp lính dừng lại và sau đó trở về vị trí chiến đấu. Chính ủy tên là Kliment Vorosilov. Đây là trận đầu tiên của ông. Bài hát về sĩ quan Hồng quân đầu tiên, nguyên soái đầu tiên, người dân gọi Vorosilov là như vậy, được cả nước hát. Ông không tranh giành ảnh hưởng lớn gì về chính trị. Điều này giúp cho ông có sự nghiệp lâu nhất và thành công nhất trong lịch sử Liên Xô. Trong khi đó, một số người cho rằng ông luôn phục tùng ý muốn của Stalin, còn một số khác khâm phục ông vì lòng dũng cảm trong chiến đấu và tài năng của một nhà quân sự. Ông là nhân vật biểu tượng của thời kỳ Xô Viết. Tên ông trở thành đồng nghĩa với chủ nghĩa anh hùng. Tuy nhiên, dần dần sự tồn tại của Vorosilov đã bị lãng quên. Đất nước Xô Viết, những lãnh tụ bị lãng quên. Kliment Vorosilov. Trong thời kỳ Xô Viết, tên ông đồng nghĩa với chủ nghĩa anh hùng. Người ta làm bài hát và viết sách về sĩ quan Hồng quân đầu tiên và nguyên soái đầu tiên. Tên ông được đặt cho thành phố, nông trường và nhà máy. Ông không tranh giành ảnh hưởng lớn gì về chính trị. Điều này giúp cho ông có sự nghiệp gần như lâu nhất và thành công nhất trong cả lịch sử Liên Xô. Trong khi đó, một số cho ông là người ít học và con rối của Stalin, còn một số khác khâm phục ông vì lòng dũng cảm trong chiến đấu và tài năng của một nhà quân sự. Ông, một người đã trở thành một trong những biểu tượng của thời kỳ Xô Viết, là người như thế nào? Kliment Vorosilov ra đời ở tỉnh Ekaterinoslav của đế chế Nga, nay là tỉnh Lugansk của Ukraine. Bố ông là công nhân đường sắt. Mẹ đi làm thuê bất cứ việc gì và không từ chối cả những công việc nặng nhọc. Nhà Vorosilov có 5 người con. Một lần khi chơi với mấy chị em, Kliment đập trán vào góc tấm bê tông, vết sẹo hằn rõ trên mặt, suốt đời còn lại trên mặt ông. Nhiều năm sau, khi Vorosilov hoạt động cách mạng bí mật, vết sẹo này được ghi như là đặc điểm nhận dạng trong hồ sơ của cảnh sát. Cậu bé Kalim buộc phải trưởng thành trước tuổi. Người cha của gia đình ông Ephraim Andreevich do tính tình hay cãi vã, không làm việc ở đâu được lâu. Khi ông bị đuổi việc lần nữa, tất cả việc nuôi nấng gia đình trút xuống đôi vai của mẹ ông, bà Maria Alexandrovna. Nhà Vorosilov sống trong cảnh đói khát và Klim phải đi làm việc khi ông mới chỉ 6 tuổi. Lúc đầu ông chăn bò, sau đó làm ở mỏ than, chọn than từ hỗn hợp được đào từ mỏ lên. Ông được trả từ 8 đến 10 cobalt cho một ngày làm việc nặng nhọc đó. Không lâu sau, sự cố gắng của cậu bé được thợ cơ khí để ý, và cậu bé Klim sang làm bôi dầu mỡ cho máy đào than. Quyết định này của sếp đã mang lại tai họa cho Klim. Vài cậu bé lớn hơn, sợ bị tranh mất việc đang làm, đã đánh Klim rất dã man.
Mấy ngày sau Klim mới tỉnh lại trong bệnh viện với cái đầu đau như búa bổ mà sau này sẽ hành hạ ông suốt cả cuộc đời. Nhiều năm sau, những người thân cận của ông, lúc đó đã là dân ủy quốc phòng Voroshilov, biết rằng nếu ông dùng ngón tay cái xoa hai thái dương thì cơn đau đầu sẽ sắp kéo đến. Klim lần đầu tiên đến trường khi ông đã 12 tuổi. Sau 2 năm, mơ ước của mẹ ông đã thành hiện thực. Cậu bé Klim đã đọc thông viết thạo. Ngoài ra, Voroshilov không được học gì khác. Bù lại, nhờ cảm hứng của thầy giáo Semen Ryderkov của mình, ông rất ham đọc. Cả cuộc đời, Voroshilov đã thu thập được một tủ sách khổng lồ, 12.000 cuốn sách, trong đó có nhiều ấn phẩm hiếm. Hiện tại tủ sách này được bảo quản tại Bảo tàng Lịch sử và Văn hóa Lugansk. Trích hồi ký của Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu, Thượng tướng S.M. Stemenko. Ngay từ lần đầu làm quen với Voroshilov trên đường đến Rum, tôi đã cảm nhận được đây là người đọc rất nhiều, rất yêu thích và am hiểu văn học nghệ thuật. Các buổi tối, Klimen Efremovich thường yêu cầu tôi đọc to gì đó của Chekhov hoặc Gogol. Đọc sách kéo dài 1 giờ, giờ rưỡi và niềm hân hoan hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt của Voroshilov. Một trong những cuốn sách rơi vào tay chàng Klim 17 tuổi và đảo lộn tất cả nhận thức của ông, được xưởng in bí mật và xuất bản. Đó là cuốn sách Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. Quan điểm chính trị của anh công nhân trẻ tuổi được hình thành sau vài ngày và sau này không hề thay đổi. Vào đầu thế kỷ 20, Voroshilov gia nhập Đảng Công nhân Dân chủ Xã hội, ngã theo phe Bolshevik và sau đó trở thành ủy viên ủy ban thành phố của đảng. Ngày 17 tháng 2 năm 1905, thành phố Lugansk. Đã 2 tháng nay, cách mạng bao trùm toàn bộ đế chế Nga. Công nhân Lugansk cũng bãi công. Chàng trai 24 tuổi Klim Voroshilov dẫn đầu tổ thương thuyết đến phòng ban giám đốc nhà máy đầu máy xe hơi Gatman. Ông cầm trong tay danh mục 29 yêu cầu vừa được meeting của công nhân thông qua. Điểm chính trong đó là áp dụng ngày làm việc 8 giờ. Sau nhiều giờ bàn cãi, giám đốc nhà máy Kranovsky tổng kết: điều kiện của các ông là quá mức, chúng ta không còn gì để nói nữa, đề nghị quay về vị trí làm việc. Voroshilov trả lời cứng rắn: chúng tôi không quay về chừng nào tất cả kiến nghị của chúng tôi chưa được thực hiện. Ông tin rằng bãi công sẽ sớm bao trùm cả thành phố và biết rõ ban giám đốc nhà máy sẽ mất một khoản tiền thế nào vì một ngày nghỉ việc. Cuối cùng, lãnh đạo nhà máy lo sợ và đành phải nhượng bộ. Tất cả kiến nghị của công nhân bãi công được thỏa mãn. Nhưng chiến thắng chính trị đầu tiên kéo theo vụ bắt bớ đầu tiên. Volodya, biệt danh trong đảng của Voroshilov, bị ngồi tù mấy tháng không chờ tòa án xét xử. Công nhân yêu cầu thả ông ra và lãnh đạo thành phố vì không muốn làm nặng thêm tình hình đã ra lệnh thả ông. Sự nổi tiếng của Voroshilov trong công nhân Lugansk lớn đến mức mùa xuân năm 1906, chính ông được cử làm đại biểu dự đại hội đảng thay mặt cho tổ chức đảng Dân chủ Xã hội địa phương. Đại hội được tổ chức tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển. Voroshilov chưa hiểu hết học thuyết Marx và nhiều lúc không thể hiểu nổi bản chất của các cuộc tranh luận trong đảng. Các buổi tối, ông trao đổi những gì nghe được với người ở cùng phòng với mình, Iosif Rugatvili. Trích hồi ký của Voroshilov. Đó là một người đàn ông chắc nịch, không cao, chạc tuổi tôi, với khuôn mặt phúng phính, trên đó hầu như không thấy các vết lõm nhỏ. Chắc là vết sẹo của bệnh đầu mùa từ hồi bé. Tôi bắt ông ấy rạng rỡ và cả con người ông ấy. Tràn đầy năng lượng, vui vẻ và lạc quan cuộc sống.
Stalin và Voroshilov nhanh chóng kết bạn và họ cũng sớm chia tay khi đại hội kết thúc. Lúc đó không ai có thể nghĩ rằng số phận tương lai của họ sẽ gắn chặt với nhau và tên tuổi họ sẽ đi vào lịch sử. Thời gian đó ở Nga, cuộc cách mạng Nga thứ nhất bùng lên vào năm 1905 vẫn đang tiếp diễn. Ở các thành phố, nhiều đội vũ trang được bí mật thành lập gồm công nhân, sinh viên, đôi lúc chỉ gồm các thành phần tội phạm. Những người Bolshevik chuẩn bị đợt tấn công mới và tích cực chuyển vũ khí bất hợp pháp đến Nga. Ở Lugansk cũng có đội như vậy. Để cung cấp vũ khí cho đội, Kliment Voroshilov đến gặp người trung gian ở Moscow và họ kết nối ông với bên cung cấp ở Phần Lan. Họ nhanh chóng thỏa thuận giá. Chỉ còn một vấn đề chính yếu: làm sao để chuyển 60 khẩu Ronin, 20 khẩu Mauser cùng cả đống đạn từ Phần Lan về Petersburg. Họ không dám liều mạng dùng vali. Lúc đó Voroshilov đề xuất chuyển vài lần và mang tất cả theo người. Ông dùng đai may đặc biệt đeo ở thắt lưng dưới áo, ở đó nhét chục khẩu súng và các túi nhỏ đựng đạn. Lúc đầu cảm thấy thế sẽ rất thuận tiện, nhưng về đến thủ đô, Voroshilov bước đi gần như lết vì hàng nặng quá. Lưng ông tê cứng, đầu đau ê ẩm. Thêm vào đó, căn hộ bảo mật nơi ông đến để bàn giao vũ khí bị cảnh sát theo dõi. Một người hoạt động bí mật chợt ở gần đó kịp rỉ tai cho ông. Anh ta bảo Kliment chờ đến sáng, lúc đó sẽ bố trí xong căn hộ bảo mật khác. Voroshilov kiệt sức vì đói và mệt, nhưng ông buộc phải ở ngoài đường suốt cả đêm. Và ngày hôm sau, ông lại đi Phần Lan để chuyển lô vũ khí mới. Cuộc khởi nghĩa vũ trang lúc đó không xảy ra. Tuy nhiên, chính những ngày này, Voroshilov đã chọn cho mình số mệnh của người hoạt động cách mạng chuyên nghiệp, không thể quay lại được. Cuộc cách mạng Nga thứ nhất kết thúc. Sự tích cực về chính trị của công nhân bắt đầu suy giảm. Voroshilov lại bị bắt, nhưng lần này không có ai lên tiếng bảo vệ ông. Kliment ngồi tù mấy tháng. Sau đó có chỉ thị đưa Voroshilov đi đầy thời hạn 3 năm ở tỉnh Arkhangelsk dưới sự quản thúc công khai của cảnh sát. Đợt lưu đày này bất ngờ trở thành hạnh phúc cho ông. Ở đây, Voroshilov gặp người vợ tương lai của mình, Golda Gopman, và cũng là nhà cách mạng bị lưu đày. Đôi bạn trẻ yêu nhau và họ dự định làm đám cưới. Tuy nhiên, khi làm đám cưới thì xảy ra phức tạp. Nhà chức trách đặt ra điều kiện với Golda theo đạo Do Thái và Klim theo đạo chính thống làm lễ đính hôn theo tập quán của chính thống giáo. Không thể làm được nếu không thay đổi đạo. Cho nên năm 1910, Golda làm lễ rửa tội vào chính thống giáo và lấy tên đạo là Ekaterina. Vì sau lễ rửa tội, gia đình từ bỏ cô, nên chỉ còn chồng cô, Klim Voroshilov, là người thân duy nhất với Ekaterina. Từ thời điểm đó, dù đi đâu cô cũng theo anh. Khi bị lưu đày, khi ở những căn hộ bảo mật, phải chuyển từ nơi này đến nơi khác. Họ sống bên nhau trong tình yêu và hòa thuận qua nhiều chục năm. Đôi vợ chồng gặp cách mạng tháng 2 năm 1917 khi họ đang ở Petrograd. Nhưng Voroshilov lại ở thủ đô không lâu. Theo quyết định của lãnh đạo đảng, ông đi Lugansk với nhiệm vụ gia tăng ảnh hưởng của Bolshevik lên các tổ chức bầu cử ở địa phương. Với công tác tuyên truyền vận động, ông lúc nào cũng làm rất tốt.
Trích thư của Voroshilov gửi Ban chấp hành Trung ương Đảng tháng 10 năm 1917. Ở Lugansk, chúng tôi nắm không chỉ tất cả các ủy ban và công đoàn ở nhà máy, Hội đồng đại biểu công nông, mà còn cả Duma thành phố. Tinh thần của công nhân trên cả tuyệt vời. Phe cách mạng xã hội chủ nghĩa và Menshevik đang chết dần như ruồi ở mùa thu. Tháng 10 năm 1917, Voroshilov được bầu làm ủy viên hội đồng sáng lập và ông trở về thủ đô. Ông không kịp dự phiên họp vì hội đồng bị giải tán. Trong khoảnh khắc, đảng những người Bolshevik trở thành đảng cầm quyền. Các chức vụ then chốt được giao cho những người trung thành với chính quyền mới. Và như vậy, Voroshilov trở thành chủ tịch ủy ban bảo vệ Petrograd. Anh công nhân hôm qua, hôm nay là người đứng đầu thủ đô trên thực tế. Hỗn loạn bao trùm thành phố. Dân thành phố và binh lính trở về từ mặt trận cướp các tiệm rượu. Các băng cướp ngự trị thành phố. Bọn cướp tấn công các căn hộ và các cơ quan nhà nước. Mặc dù tình hình nghiêm trọng như vậy, nhưng Voroshilov đề nghị giải thể cơ quan điều tra tội phạm. Trong thời kỳ được cho là pháp luật mang tính cách mạng thắng thế, ông cảm thấy cơ chế cảnh sát không còn ích lợi gì. Giống như nhiều người thời kỳ đó, Voroshilov tin rằng ở nước Nga mới sẽ không có tội phạm. Ông còn tin rằng chiến tranh sẽ chấm dứt và hòa bình sẽ vĩnh viễn trên trái đất. Nhưng thực tế ngoa ra khác. Trên đất nước, cuộc nội chiến bắt đầu bùng phát. Trong cuộc chiến này, Voroshilov được tôn vinh là một nhà cầm quân quả cảm. Tháng 3 năm 1918, nước Đức bắt đầu cuộc can thiệp quân sự chống nước Nga Xô Viết. Quân Đức tiến vào lãnh thổ Cộng hòa Xô Viết Donetsk, Kryvyi Rih. Voroshilov từ Petrograd vừa trở về quê hương, thành lập đội quân xã hội chủ nghĩa Lugansk số 1, gồm những người tình nguyện. Cộng hòa Xô Viết Donetsk Kryvyi Rih được tuyên bố thành lập vào tháng 1 năm 1918. Thủ đô là Kharkov. Vào tháng 2 năm 1918, các đơn vị quân Đức, Áo, theo lời mời của chính phủ Cộng hòa Nhân dân Ukraine, đã tiến vào lãnh thổ Ukraine để bảo vệ nó chống nước Nga Xô Viết. Và họ di chuyển nhanh về phía đông. Đến đầu tháng 5 năm đó, lãnh thổ của Cộng hòa Xô Viết Donetsk Kryvyi Rih bị chiếm đóng hoàn toàn. Và như vậy, trên thực tế, Cộng hòa này đã không còn tồn tại. Trong các trận đánh với quân Đức, Voroshilov đã thể hiện sự dũng cảm. Nhờ đó, ông có khả năng tổ chức một số lượng lớn người, phối hợp hành động nhịp nhàng trong những tình huống nguy cấp. Lãnh đạo nước Nga Bolshevik cử ông làm tư lệnh binh đoàn số 5. Tuy nhiên, binh đoàn này thiếu cả trang bị vũ khí lẫn kinh nghiệm tác chiến để ngăn chặn sự tấn công của quân Đức. Ngày 27 tháng 4 năm 1918, Voroshilov ra lệnh các đội quân của mình đến Lugansk và di chuyển sang địa phận Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết Liên bang Nga, vì theo Hiệp ước Brest, Đức không có quyền xâm nhập lãnh thổ đó. Đoàn tàu khổng lồ gồm mấy trăm toa chuyển bánh đến nhà ga Milerovo, nằm cách Rostov 220 km về phía đông bắc. Xen lẫn với các đơn vị quân đội, nhiều công nhân cùng gia đình họ cũng rời khỏi quê hương. Họ đem theo tất cả đồ dùng gia đình của mình: nệm lông, gói, ấm pha trà samovar, gia cầm, thậm chí cả bê con. Tàu lượn Đức quanh quẩn trên đoàn tàu, nhưng rồi họ cũng quen với nó. Đôi lúc có chiến sĩ giương súng lên bắn chiếc tàu lượn do thám. Khi họ đến ga Milerovo, Voroshilov hiểu rằng tình hình binh đoàn số 5 hết sức tồi tệ, vì đoàn tàu của ông chạy trên địa phận của quân đội sông Đông. Quân đội sông Đông vĩ đại là một cấu trúc nhà nước xuất hiện ở vùng sông Đông sau cuộc khởi nghĩa chống Bolshevik của người Cô Dắt
vào tháng 3 năm 1918. Quân Cô Giác chống chính quyền Xô Viết. Các đơn vị quân Cô Giác chiến đấu ở các vùng sông Đông và sông Volga. Voroshilov buộc phải đi qua địa phận mà theo thực chất là thù địch đó, với những toa tàu chở hàng chục nghìn người kiệt sức và mất tinh thần. Khoảng cách chỉ 400 km giữa Milerovo và Saritsyn, binh đoàn của Voroshilov phải đi mất 3 tháng. Họ phải đánh trả các đội cô giác bạch vệ thường tấn công, khôi phục lại hàng chục km đường ray bị phá hủy, xây dựng lại nhiều cầu và làm lại các đập chắn nước. Chỉ nhờ nghị lực, sự quyết tâm, sức mạnh của lòng tin và nhận thức, Voroshilov mới giữ được trật tự và kỷ luật trong binh đoàn của mình để cùng tất cả đến được Saritsyn. Thành phố Saritsyn từ năm 1925 là Stalingrad và từ năm 1961 là Volgograd. Trong thời kỳ nội chiến là trung tâm công nghiệp lớn và đầu mối giao thông quan trọng mùa hè và mùa thu năm 1918. Thành phố bị quân Cô Giác của thủ lĩnh Krasnov tấn công và Bolshevik đặc biệt chú trọng việc phòng thủ thành phố. Toàn bộ chính quyền Saritsyn nằm trong tay của Stalin. Ông đồng thời đảm đương việc cung cấp lương thực ở miền nam nước Nga. Hai người quen cũ gặp nhau và Voroshilov đồng ý đảm nhận chỉ huy việc phòng thủ thành phố. Tuy nhiên, đóng góp chính trong các trận đánh phòng thủ lại là các cựu sĩ quan Nga ngoài, những quân nhân chuyên nghiệp, và với họ, cả Stalin và Voroshilov thường xuyên phát sinh bất đồng. Vì lý do đó, hai lãnh tụ tương lai có quan hệ cũng không tốt đẹp với Chủ tịch Hội đồng Cách mạng Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết Liên bang Nga, Lev Trotsky. Họ từ chối thi hành mệnh lệnh của Trotsky, cáo buộc ông quan liêu và không am hiểu tình hình. Đến lượt mình, Trotsky phê phán Stalin và Voroshilov vi phạm kỷ luật của đảng và của quân đội. Tại đại hội 8 của đảng diễn ra năm 1919, Lenin lên án Voroshilov theo chủ nghĩa đảng phái, thiếu chuyên nghiệp và gây tổn thất nặng nề vô căn cứ. Ban chấp hành Trung ương đảng Bolshevik thậm chí còn thông qua nghị quyết đặc biệt cấm Voroshilov đảm đương các chức vụ chỉ huy trong quân đội. Tuy vậy, tháng 7 năm 1919, Voroshilov vẫn trở thành tư lệnh binh đoàn số 14. Một tháng sau khi Kharkov rơi vào tay binh đoàn bạch vệ của Anton Denikin, Voroshilov bị đưa ra tòa án binh Hội đồng Cách mạng. Trong quá trình xem xét vụ việc, các ủy viên hội đồng xét xử đi đến kết luận rằng kiến thức quân sự của Voroshilov không cho phép tin tưởng để giao cho ông dù là chỉ huy tiểu đoàn. Sự kém hiểu biết của Voroshilov lớn đến mức kỳ lạ thay, nó lại là tình huống giảm nhẹ tội cho ông. Tòa án binh chỉ giới hạn ở mức cách chức Voroshilov. Chính Voroshilov cũng biết mình không phải là nhà quân sự, đơn giản là vì không đủ trình độ. Nhưng sự can trường, lòng dũng cảm và biết dẫn dắt mọi người theo mình thì ông không hề thiếu. Có thể nhờ những phẩm chất này mà vào tháng 11 năm 1919 đó, ông là chủ tịch hội đồng quân sự của binh đoàn kỵ binh số 1 nổi tiếng do Semyon Bodunov chỉ huy. Hội đồng quân sự cách mạng từ năm 1918 đến năm 1934 là cơ quan tập thể cao nhất điều hành và lãnh đạo chính trị Hồng quân Liên Xô. Bên cạnh điều hành tác chiến chung, Hội đồng quân sự cách mạng lãnh đạo công việc của tất cả các phòng chính trị, tòa án binh và các cơ quan phản gián. Mọi chỉ thị của tư lệnh phải có chữ ký của ủy viên Hội đồng quân sự cách mạng. Hội đồng quân sự cách mạng có thể hủy chỉ thị của tư lệnh, thậm chí cách chức cả tư lệnh. Voroshilov gánh vác toàn bộ công tác tổ chức của binh đoàn, hậu cần cung ứng, bổ sung quân cho các đơn vị, thành lập bộ máy chỉ huy từ con số 0. Ông còn tiến hành công tác giáo dục cho các kỵ binh và chỉ huy các đơn vị.
Ở bên đoàn kỵ binh số 1 thịnh hành nạn tùy tiện, vô tổ chức, cướp bóc của dân thường và đàn áp. Trình độ giác ngộ chính trị của binh lính cũng thấp. Nhiều người tin chắc rằng họ chiến đấu vì đảng Bolshevik, nhưng chống chủ nghĩa cộng sản. Để thiết lập kỷ cương ở các đơn vị, Voroshilov buộc phải áp dụng nhiều biện pháp cứng rắn, đôi lúc phải dùng cả sự bắn. Nhiều kỵ binh sợ ông, nhưng lại rất kính trọng ông. Không chỉ vì đạo đức cao siêu, mà còn vì lòng dũng cảm. Ông không ngồi ở ban tham mưu. Ông thường xuyên cưỡi ngựa chiến, tên Mauser của mình, đến chiến trường với các chiến sĩ. Trong một trận khi binh đoàn kỵ binh số 1 giải phóng Crimea, khỏi quân bạch vệ của Ranger, Voroshilov dẫn đầu đại đội kỵ binh. Một kỵ binh địch phi đến chỗ ông, trong tay cầm ngọn giáo, chĩa thẳng vào ngực Voroshilov. Ông rút súng bắn tên địch nhưng bị trượt. Qua khoảnh khắc tiếp theo, ông cảm thấy bị đòn đánh. Ngọn giáo bị mắc ở gù vai giày của áo choàng kỵ binh. Tên bạch vệ vứt ngọn giáo và rút gươm ra. Phát súng của cận vệ của Voroshilov đã cứu mạng cho vị nguyên soái tương lai. Tháng 6 năm 1920, Voroshilov được tặng quân chương cờ đỏ. Và tháng 12 cùng năm đó, được thưởng khẩu súng cách mạng danh dự. Mùa xuân năm 1921, ông giữ chức tư lệnh quân khu Bắc Cáp Cách. Tuy nhiên, ông cảm thấy bản thân không thoải mái ở cương vị mới. Và vài tháng sau, ông viết thư gửi Stalin. Iosif Vissarionovich thân mến, khi ở Moscow, tôi đã nói với anh về ý định thay đổi vai trò của mình. Và bây giờ tôi đã quyết định chắc chắn. Công việc ở quân đội đã khiến tôi chán ngấy. Và bây giờ trọng tâm không còn nằm ở đó. Tôi cho rằng mình sẽ có ích hơn ở các lĩnh vực dân sự. Stalin không thể giúp được gì. Và sau một phần tư thế kỷ, Voroshilov mới đem mùi lĩnh vực dân sự. Còn lúc đó, sự nghiệp quân sự của ông bắt đầu tiến bước. Sau khi Lenin mất, Stalin loại được đối thủ lâu năm Trotsky của mình ra khỏi ban lãnh đạo Hồng quân. Mikhail Frunze đảm nhận chức vụ dân ủy quân đội. Còn Voroshilov là phó của ông. Mikhail Frunze là một trong những người lãnh đạo Hồng quân trong thời kỳ nội chiến và nửa đầu những năm 1920. Các đơn vị do Frunze chỉ huy đã đánh thắng các đội quân của Kochak của Ranger và đội quân Kochak vùng Ura của các thủ lĩnh Mano và Bet-Yura. Ông không chỉ là người thân cận với Stalin và khi thay Trotsky để lãnh đạo quân đội, ông vẫn là nhân vật độc lập trong đội ngũ lãnh đạo đảng. Vài tháng sau khi nhậm chức, Frunze đột ngột qua đời trên bàn mổ khi làm phẫu thuật lét dạ dày. Voroshilov trở thành dân ủy thứ ba trong lịch sử Liên Xô, phụ trách quân đội và hải quân. Quả phụ của Frunze, bà Sofia Alexeyevna, không chịu được mất mát và vài tháng sau đã tự sát. Con của Frunze, Tania và Timu, giao cho bà nội nuôi nấng. Và đến năm 1931, sau khi bà nội chúng mất, Voroshilov đề nghị Bộ Chính trị cho phép ông nhận con của bạn làm con nuôi. Vợ chồng Voroshilov không có con riêng. Từ năm 1918, họ đã nhận Petya 4 tuổi làm con và nuôi nấng cậu bé như con đẻ. Bây giờ họ có 3 đứa con nuôi. Tania và Timu Frunze nhanh quen thân với gia đình mới. Hai vợ chồng Voroshilov bao bọc hai đứa trẻ bằng tình thương yêu và sự quan tâm. Còn người bố nuôi chiều mến gọi chúng là các cháu Frunze. Timu Frunze là anh hùng Liên Xô, phi công chiến đấu. Anh đã anh dũng hy sinh vào năm 1942. Con nuôi khác của Voroshilov, Piotr, trở thành kiến trúc sư quân đội, cấp bậc trung tướng.
Sự tốt bụng và cởi mở của Voroshilov làm Stalin rất ấn tượng. Ông biết rằng với một người tận tụy như vậy không thể có một mánh khóe gì. Đến tận cuối những năm 30, Stalin và Voroshilov là bạn bè thân thiết với nhau. Họ cùng đi săn, đi nghỉ ở phương Nam, cùng dành thời gian ở nhà nghỉ của Stalin và căn hộ của ông ở Điện Kremlin. Voroshilov thừa nhận trí tuệ vượt trội của người bạn thân Iosif của mình. Và gặp vấn đề gì, ông thường liên hệ nhờ Stalin hỗ trợ. Mà vấn đề thì quá đủ. Cuối những năm 20, trên cả nước tuyên bố tiến hành cải cách quân đội quy mô lớn. Voroshilov thường xuyên báo cáo với Stalin về chậm trễ và thất bại trong quá trình thực hiện. Máy bay sản xuất ra với rất nhiều khiếm khuyết, chương trình hiện đại xe tăng cũng hay bị gián đoạn, kế hoạch xây dựng quân đội gặp trục trặc. Voroshilov thường phàn nàn về vô kỷ luật trong đội ngũ Hồng quân, về tổn thất khí tài kỹ thuật và tỷ lệ quân số bị chết cao. Lúc nản chí, ông thừa nhận mình không có khả năng để tác động lên tình hình. Tuy nhiên, bất cứ ai cũng rất khó để giải quyết tình hình kiểu như thế. Đất nước còn chưa thể hồi phục vì những hậu quả kéo theo sau cuộc nội chiến và cuộc cách mạng. Trong lĩnh vực công nghiệp, cảm thấy rõ việc thiếu trang thiết bị, thiếu kỹ sư và cán bộ trình độ cao. Các cuộc tái trang bị quân đội diễn ra chậm chạp, không đủ cán bộ chỉ huy hiểu biết. Trong những năm 30, toàn thế giới chìm đắm trong thời kỳ thử nghiệm vũ khí mới. Công trình sư ở nhiều nước ngày càng đưa ra nhiều mẫu xe tăng và máy bay mới. Nhưng các xe tăng và máy bay đó cần phải như thế nào? Trong những năm đó không ai biết điều này. Các kỹ sư Liên Xô và nước ngoài tạo ra hàng trăm loại xe chiến đấu, xe tăng nhiều tháp pháo, xe tăng chạy bằng bánh, xe tăng gắn vào cánh máy bay để thả xuống chiến trường. Hàng không cũng tăng tốc, xuất hiện nhiều loại vật liệu và động cơ mới. Máy bay trở nên bay cao hơn, xa hơn và nhanh hơn. Để thử nghiệm độ tin cậy và hiệu quả của các phát minh mới thì cần phải có thời gian. Từ một số lượng lớn các thiết kế quân sự, Bộ Chỉ huy Hồng quân cần phải chọn ra những loại có triển vọng nhất, chỉnh sửa khiếm khuyết và đưa vào sản xuất. Phải đảm bảo việc sửa chữa xe tăng, các đơn vị quân đội phải nắm được máy móc mới, cũng như tạo ra chiến thuật và chiến lược để sử dụng chúng. Nhưng càng phát triển kỹ thuật quân sự khác biệt với các quy tắc của Thế chiến I và nội chiến, thì những khiếm khuyết về trình độ quân sự của Voroshilov càng thể hiện rõ. May mắn cho ông là trong lãnh đạo quân đội lúc đó có nhiều chuyên gia am hiểu lĩnh vực quân sự như Egorov, Vetchin, Tukhachevsky, Uborevich, Sabotnikov, Kuyetsov. Trích hồi ký của nguyên soái Zhukov, cần phải nói rằng Voroshilov, dân ủy về quân đội lúc đó, là một người kém năng lực chuyên môn ở vai trò đó. Cho đến nay ông ấy vẫn là tay ngang trong các vấn đề quân sự và chưa bao giờ ông ấy hiểu chúng sâu sắc và nghiêm túc. Còn trên thực tế, phần đáng kể công việc trong bộ dân ủy lúc đó do Tukhachevsky gánh vác. Ông thực sự là một chuyên gia quân sự. Nhiều lúc ông ấy có va chạm lớn với Voroshilov và nói chung họ có quan hệ không thân thiện với nhau. Những nhược điểm của Voroshilov về các vấn đề quân sự được bù lại bằng sự cần cù và nhiệt tình với công việc được giao. Và như lúc đó hay nói, bằng cách biết tổ chức vận động quần chúng, ông ngồi ở đoàn chủ tịch, tham gia các đại hội đảng và các hội nghị của ban chấp hành của đảng. Một số thành phố cùng một lúc được đổi tên để vinh danh ông. Lugansk thành Voroshilovgrad, Staropol thành Voroshilov và Ussuritz thành Voroshilov. Xe tăng hạng nặng mang tên ông, KV Klim Voroshilov. Và từ loa phóng thanh vang lên bài ca người lính xe tăng Xô Viết khi đồng chí Stalin cử chúng ta ra trận chiến và nguyên soái thứ nhất dẫn chúng ta đi. Voroshilov trình diễn cho binh sĩ tài bắn súng chính xác của mình.
Và câu ông nói không có súng dở, chỉ có người bắn dở đã trở thành câu nói cửa miệng. Hàng nghìn người dân Xô Viết tự hào khi mình mang danh hiệu xạ thủ Voroshilov, được phong cho những người giỏi trong bộ môn huấn luyện bắn súng. Nhưng bắn súng giỏi không thể thay cho kiến thức quân sự. Xung quanh vị nguyên soái khác, Mikhail Tukhachevsky hình thành nhóm các nhà chỉ huy quân đội. Họ cố thuyết phục Stalin rằng Voroshilov không phù hợp với chức vụ đương nhiệm. Voroshilov cũng có nhóm ủng hộ ông. Sự kiện xảy ra năm 1937 đã đặt dấu chấm hết cho cuộc đối đầu này. Ngày 27 tháng 5 năm 1937, tại Kubisev, Tukhachevsky bị bắt vì bị cáo buộc tội gián điệp, chuẩn bị cho cuộc đảo chính và âm mưu thiết lập chế độ độc tài quân sự ở Liên Xô. Theo phán quyết của tòa án, Tukhachevsky là kẻ phạm tội và bị xử bắn vào tháng 6 năm 1937. Nhưng tranh cãi về tội lỗi của ông vẫn tiếp tục cho đến bây giờ. Năm 1957, Hội đồng thẩm phán Tòa án tối cao Liên Xô đã tuyên bố ủy ban án đó như là vô căn cứ. Và Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng của Đảng Cộng sản Liên Xô phục hồi tất cả cho Tukhachevsky. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, nhiều sử gia đưa ra các bằng chứng về việc Mikhail Tukhachevsky thực sự chuẩn bị âm mưu để tiến hành đảo chính quân sự. Cùng với Tukhachevsky cũng bị buộc tội như vậy, một nhóm các nhà chỉ huy quân đội Xô Viết bị bắt. Tất cả các vụ bắt giữ đều có phê duyệt của Voroshilov. Trên nhiều danh sách các nghi phạm được NKVD chuyển cho Bộ Dân Ngụy có bút phê của nguyên soái: gửi đồng chí Ezhov, hãy bắt tất cả những tên hèn hạ hoặc bắt giữ. Voroshilov thường viết: hiện tại cứ để yên, hoặc gọi đến để nói chuyện. Chính lời phê này đã cứu mạng sống cho các anh hùng tương lai trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Nguyên soái Malinovsky, tướng Petrov và tướng Lukin. Số lượng sĩ quan bị bắt trong hai năm 1937 và năm 1938 không có thống kê chính xác. Theo nhiều ước tính thì khoảng từ 7 đến 11.000 người. Số người bị sa thải khỏi quân đội còn nhiều hơn. Hơn 400 chỉ huy quân đội cao cấp đã bị xử bắn. Nhiều người bị kết án giam giữ tại các trại cải tạo lao động. Đến mùa hè năm 1941, gần 1/3 số sĩ quan bị sa thải đã trở lại phục vụ quân đội. Kỳ thi nghiêm túc đầu tiên đối với dân ngụy Voroshilov là chiến tranh Liên Xô và Phần Lan, mở màn vào tháng 11 năm 1939. Hồng quân hơn hẳn quân Phần Lan về quân số và thiết bị quân sự. Mặc dù vậy, Hồng quân đã thất bại trong nhiều trận đánh, nhiều đơn vị bị bao vây và bị tổn thất đáng kể. Những thất bại này thường liên quan đến đợt đàn áp năm 1937 với nhiều chỉ huy quân đội cao cấp bị bắt. Ngoài ra, còn nhiều lý do khác nữa. Sự chuẩn bị kém và vô kỷ luật trong các đơn vị, nhiều chỉ huy không đủ trình độ và kinh nghiệm. Quân đội chỉ mới học cách sử dụng kỹ thuật mới trong những điều kiện của cuộc chiến tranh hiện đại, và mức độ thành thạo và chuẩn bị đang còn thấp. Chỉ đến tháng 2, chỉ sau khi tập hợp lại lực lượng và thêm quân tiếp viện hỗ trợ, Hồng quân mới bắt đầu thắng. Đến tháng 3 năm 1940, Phần Lan buộc phải ký hòa ước. Mặc dù đã chiến thắng trong cuộc chiến này, Voroshilov vẫn bị miễn nhiệm chức vụ dân ngụy quốc phòng. Ngày 28 tháng 3 năm 1940 đã diễn ra phiên họp bất thường Hội đồng Quân sự Trung ương và Hội nghị toàn thể Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô để nghe báo cáo của Dân ủy Quốc phòng. Ở đây Voroshilov đã hứng chịu những chỉ trích nặng nề.
Nhưng sự nghiệp của ông gần như không bị tổn hại gì. Vorosilov nhận chức phó chủ tịch hội đồng dân ủy và lãnh đạo ủy ban quốc phòng. Đến ngày mở màn cuộc chiến tranh, vệ quốc vĩ đại chỉ còn một năm. Việc Hồng quân thiếu chuẩn bị cho cuộc chiến tranh với Đệ Tam Đế chế thấy rõ trong những giờ đầu tiên, ngay khi quân Đức tràn qua biên giới Liên Xô. Tháng 7 năm 1941, Vorosilov được cử giữ chức Tổng tư lệnh quân đội toàn bộ hướng chiến lược Tây Bắc. Sau đó ông lãnh đạo quân đội ở mặt trận Leningrad. Nỗ lực ngăn chặn quân Đức tấn công Leningrad dẫn đến việc vào tháng 9 thành phố bắt đầu bị phong tỏa. Ngày 11 tháng 9 năm 1941, ngày thứ ba quân Đức tấn công làng đỏ để tiến vào Leningrad. Kalimen Vorosilov đã 60 tuổi, đích thân ra tiền phương, nơi lữ đoàn lính thủy đánh bộ đang tấn công các vị trí quân Đức. Quân phát xít tổ chức phản công. Vorosilov quan sát chiến sự, đạn và mìn nổ ngay bên cạnh ông. Trưởng đội bảo vệ đề nghị xuống hầm trú ẩn, nguyên soái không quay lại, chỉ xua tay. Dũng khí của ông vẫn y như trước đây. Nhưng để bảo vệ Leningrad, chỉ dũng cảm thôi không đủ. Ngày 13 tháng 9 năm 1941, Bộ Tổng tham mưu không hài lòng với các hoạt động của Vorosilov ở mặt trận Leningrad, gọi ông về. Chia tay ban tham mưu, ông nói: Tổng tư lệnh gọi tôi về, tôi một ông già nên như thế. Từ đó trở đi, Vorosilov không chỉ huy quân đội nữa. Từ tháng 10 năm 1941, ông được tin tưởng giao cho việc thành lập các đội quân dự bị ở hậu phương. Ngày 6 tháng 9 năm 1942, Bộ Tổng phê chuẩn chức danh Tổng tư lệnh phong trào du kích. Nguyên soái Liên Xô Kalimen Vorosilov được cử đảm đương chức vụ mới này. Từ tháng 5 năm 1943, ông còn chức vụ lãnh đạo Ủy ban Chiến lợi phẩm. Khi rút chạy, quân Hitler để lại hàng vạn xe ô tô, xe đầu kéo, đại bác, xe tăng, súng tiểu liên và súng máy. Ủy ban Chiến lợi phẩm có nhiệm vụ thu thập và kiểm kê vũ khí và xe cộ do quân thù vứt lại. Trong những năm chiến tranh, chính Vorosilov là chủ tịch ủy ban sáng tác quốc ca mới của Liên Xô. Ngày 1 tháng 1 năm 1944, người dân đất nước Xô Viết lần đầu tiên nghe những câu nổi tiếng đến ngày nay: Liên bang bền vững, những nước Cộng hòa tự do, đoàn kết muôn đời bởi nước Nga vĩ đại. Nguyên soái đón chiến thắng với cương vị chủ tịch ủy ban kiểm soát đồng minh, phụ trách các vấn đề của Hungary để giải phóng. Chiến tranh kết thúc, cuộc sống hòa bình bắt đầu. Còn là phó chủ tịch chính phủ, Vorosilov kiêm nhiệm chức vụ chủ tịch ủy ban văn hóa thuộc hội đồng bộ trưởng. Bây giờ trong phòng làm việc của Vorosilov ở điện Kremlin có thể không gặp các vị tướng mà gặp các đạo diễn, diễn viên, nhạc sĩ và họa sĩ. Từ những năm 30, nguyên soái đã được coi là người bảo trợ không chính thức của hội họa Xô Viết. Ông giúp để họ có xưởng hội họa, nhận các đơn đặt hàng. Trong đó có Mitrofan Grekov, Alexander Gerasimov, Isaac Brodsky. Vorosilov còn thu thập cho mình bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật. Phần lớn chúng được để ở nhà nghỉ đã bị cháy, do đứa cháu 10 tuổi của ông vô ý gây nên vụ hỏa hoạn. Ngoài hội họa, Vorosilov cũng đam mê thể thao. Ai không thường xuyên luyện tập thể thao, người đó sẽ giống như người cố tình làm cho mình thành người già khi mới 45 tuổi, Vorosilov nói. Còn chính ông, khi đã ngoài 50, vẫn chơi trượt băng, trượt tuyết, bơi lội và chơi khăn kiểu Nga. Với các khối gỗ xếp như ngôi nhà, biết Vorosilov đam mê thể thao sau chiến tranh, Stalin tin tưởng giao cho ông phụ trách lĩnh vực này.
Ngày 17 tháng 2 năm 1946, theo lời mời của Chủ tịch Ủy ban Thể thao Nikolai Romanov, Clement Vorosilov đến sân vận động Dynamo. Lần đầu tiên trong đời nguyên soái, xem môn thể thao còn ít người ở Liên Xô biết đến, khúc côn cầu của Canada. Vorosilov đam mê theo dõi trận đấu, hay cười và lắc đầu. Ông đặc biệt thích thú khi trên sân cỏ có thể đánh nhau, và sau đó chỉ bị phạt 2 phút. Kết thúc trận đấu, nguyên soái tuyên bố khúc côn cầu Canada là trò chơi của Nga. Tập luyện thêm và chúng ta sẽ thắng Canada. 10 tháng sau diễn ra các trận đấu của giải vô địch đầu tiên về khúc côn cầu ở Liên Xô. Thời kỳ sau chiến tranh, Vorosilov thường có mặt bên cạnh Stalin. Họ đứng bên cạnh nhau trong các lễ diễu binh, đón tiếp chính thức, cùng nắm tay nhau bước trên màn ảnh rạp phim, cùng nhau được mô tả trong tranh vẽ. Bức tranh của Alexander Gerasimov, Stalin và Vorosilov ở Điện Kremlin có bản gốc được trưng bày tại phòng tranh Chép Yakovsky, là một trong những biểu tượng thời kỳ Stalin. Trích ghi chép của Gerasimov: tôi chợt nghĩ về Stalin và Vorosilov, và trong đầu lóe lên ý nghĩ nên vẽ họ như là hiện thân. Một người là của Hồng quân, người kia là của toàn dân tộc. Nhưng quan hệ giữa lãnh tụ với Vorosilov dần thay đổi. Càng ngày Stalin càng ít giao công việc nhà nước cho ông. Còn nguyên soái gọi cho thư ký của người cao nhất đất nước và hỏi như cầu xin: anh làm ơn cho biết, tôi có thể đến tham dự phiên họp bộ chính trị không? Dần dần ông trở thành nhân vật mang tính trang trí. Một tuần sau khi Stalin mất, Vorosilov giữ chức chủ tịch đoàn chủ tịch Xô Viết tối cao Liên Xô. Về mặt hình thức, ông là người lãnh đạo nhà nước Xô Viết. Còn trên thực tế, người đứng đầu đất nước là thư ký thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô Nikita Khrushchev, và Vorosilov chỉ có chức năng đại diện nhà nước và các chuyến viếng thăm nước ngoài. Trong ban lãnh đạo Liên Xô, lúc đó xung đột bùng phát. Tháng 6 năm 1957, những người được gọi là nhóm chống đảng của Molotov, Malenkov và Kaganovich nỗ lực để lật đổ Khrushchev, nhưng Khrushchev tỏ ra mạnh hơn. Những người chủ mưu bị loại khỏi Ban chấp hành Trung ương Đảng, và sau đó họ bị khai trừ khỏi đảng. Vorosilov cũng nằm trong nhóm chống đảng đó, nhưng hình phạt với ông nhẹ hơn nhiều. Khrushchev chỉ phê bình nghiêm khắc nguyên soái, và Vorosilov rắc quê ông lấy lại tên cũ là Lugansk. Số phận thành phố này thật kỳ lạ. Năm 1970, sau khi Vorosilov mất, nó lại được đổi tên thành Vorosilovgrad. Rồi sau đó 20 năm nữa, nó lại là Lugansk. Và số phận của Vorosilov cũng kỳ lạ không kém. Ông gần như là nhà lãnh đạo duy nhất của Liên Xô tránh được các loại hình phạt, dù xứng đáng hay là không, vì những tội lỗi bản thân mình đã phạm và không phạm. Vorosilov không bao giờ có các tham vọng lớn. Ông không hề quan tâm đến mánh khóe của bộ máy công quyền và dễ dàng thoát khỏi những rắc rối. Có thể ông thoát được là nhờ sự tận tâm và chăm chỉ với công việc được giao phó, ngay cả khi chúng quá sức của ông. Và cũng có thể lòng dũng cảm đã cứu ông. Ông không run sợ trước đàn áp sự bắn năm 1937 và cả hình phạt của đảng trong thời kỳ Khrushchev. Đòn đánh thực sự tàn khốc đối với Clement Vorosilov là việc vợ ông mất năm 1959. Hai vợ chồng không kỷ niệm đám cưới vàng của mình được. Đến ngày đó chỉ còn vài tháng. Ông không biết vợ mình đã bị ung thư mấy năm nay. Khi Ekaterina Davidovna bị bệnh, Vorosilov thường xuyên ở bên vợ, hát những bài ca thời trai trẻ của họ. Rồi sau đó bà mất. Vài năm sau khi vợ ông mất, Vorosilov làm chức vụ chủ tịch Xô Viết tối cao Liên Xô. Sau đó ông rời khỏi bộ chính trị. Mùa đông năm 1969 đến gần, nguyên soái đã bước sang tuổi 88. Có lần buổi tối ông cảm thấy người mệt. Người thân đề nghị gọi bác sĩ ngay lập tức. Nhưng Vorosilov cương quyết từ chối.
Sáng sớm hôm sau, ông tự mặc quân phục đại lễ với tất cả quân chương, tự gọi xe cấp cứu và lên xe đến bệnh viện. Vài ngày sau, ngày 2 tháng 12 năm 1969, Климент Ворошилов từ trần. Ông được chôn cất ở nghĩa trang tường điện Kremlin. Người đặt vòng hoa tang đầu tiên trên mộ ông là nhà lãnh đạo mới, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô Leonid Ilyich Brezhnev. 8 năm trước ngày Ворошилов từ trần, tại đại hội 22 của Đảng Cộng sản Liên Xô đã đưa ra vấn đề về trách nhiệm của Ворошилов vì đợt đàn áp thời kỳ Stalin. Cụ dân Ngụy không muốn xáo trộn lại quá khứ, nhưng ông thừa nhận tội lỗi của mình. Trong các hồi ký của mình, do ông viết khi đã về già, với tình cảm và sự kính trọng, Ворошилов nhớ lại người bạn và là người bảo trợ của mình, Иосиф Сталин. Ông vẫn tiếp tục coi Stalin là một nhân vật lịch sử vĩ đại. Và ở những người vĩ đại như Ворошилов quan niệm, thì lỗi lầm thường rất lớn. Bản thân Ворошилов không phải là một chính khách nổi tiếng. Lòng dũng cảm bẩm sinh của mình, ông có thể thể hiện trên chiến trường, chứ không phải ở hành lang chính quyền. Tính cách đó như người bạn và là đồng chí của ông ở binh đoàn kỵ binh số 1 Семён Буденный, mà chỉ sống lâu hơn ông 4 năm. Nhiều năm trên đài phát thanh và vô tuyến truyền hình Liên Xô vang lên giai điệu hành khúc Буденный. Đó là hành khúc chung của ông với Ворошилов. Буденный là anh em của ta, toàn dân đang cùng với ta. Mệnh lệnh không cúi đầu và nhìn về phía trước. Bởi vì cùng với ta là Ворошилов, là sĩ quan Hồng quân đầu tiên. Tất cả chúng ta biết đổ máu vì Liên bang Xô Viết.